Ngày 31 tháng 12, Công an huyện Rồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 30 thiếu niên mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm thiếu niên này tuổi từ 16 đến 17 tuổi, trú tại thị trấn Phước An, xã Hòa An, xã Ơ Kênh của huyện Rồng Bắc và do Hồ Thanh Minh Triết, 16 tuổi cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, trước đó Triết có đến xã Ơ Phê, huyện Rồng Bắc chơi thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đánh. Vì quá bực tức, nên hôm sau, Triết về gọi điện, nhắn tin, huy động được 29 thanh thiếu niên khác đi xuống xã Âu Vê tìm nhóm thanh niên kia đánh trả thù. Đến đêm khuya, nhóm này điều khiển khoảng 10 xe máy chạy trên quốc lộ 26 theo hướng thị trấn Phước An đến xã Âu Vê. Trên đường đi, cả nhóm cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm, liên tục đánh võng, nẹt bu xe, la hét, gây hoang mang, lo sợ cho người dân sống hai bên đường. Sự việc sau đó được công an xã Âu Vê và đội cảnh sát hình sự công an huyện Crong Bắc phát hiện chặn kịp thời nên không để lại hậu quả hiện công an huyện crong bắc đang tạm giữ 10 chiếc xe máy ba cây dao rựa một cây gậy và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý 30 thanh thiếu niên này về hành vi gây rối trật tự công cộng